Chào bạn, tên tôi là Nguyễn Bá Ngọc, hiện đang là quản lý trang siêu thị trực tuyến koreashop24h.com. Trước mắt với những dòng sản phẩm chính hãng đến từ đất nước Hàn Quốc, vấn đề sức khỏe của các con luôn là vấn đề quan tâm hàng đầu của các ông bố ba mẹ. Bởi vì ngày hôm nay, khí hậu ngày càng biến đổi và ô nhiễm rất là nặng nề về nguồn nước cũng như là nguồn không khí. Và ngày hôm nay thì nguồn thực phẩm bẩn ngày càng tràn lan và hàng ngày chúng ta phải tiếp nạp vào trong cơ thể. Chúng ta ăn uống rất là đầy đủ, tuy nhiên là cũng rỗng về vitamin và khoáng chất. Và mỗi khi thay đổi thời tiết như vậy thì ngay chính cơ thể người lớn chúng ta cũng cảm thấy rất là mệt mỏi và khó chịu. Thì các con, do cơ thể còn rất là non nớt và hệ miễn dịch còn rất là yếu kém, và mỗi khi thay đổi thời tiết thì các con rất là dễ mắc phải những vấn đề như là cảm cúm, đau rát họng, ho kéo dài, thậm chí là sốt cao. Và cùng với đó nữa thì có những trường hợp đó là viêm phế quản rất là nặng và phải nhập viện. Và mỗi khi nhập viện như vậy thì cũng rất nhiều những ông bố bà mẹ phải nghỉ việc. Và từ cái việc nghỉ việc như vậy thì để vào chăm các con thì cũng ảnh hưởng rất nhiều đến kinh tế của gia đình. Cùng với đó nữa thì cũng có rất nhiều những em nhỏ ngày hôm nay các con rất là lười ăn, và các ông bố bà mẹ cũng phải đánh đu với các con hàng giờ đồng hồ để cho các con ăn. Thậm chí phải sử dụng những biện pháp như là roi vọt, thậm chí là quát tháo. Từ cái việc biếng ăn như vậy thì ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe của các con, như là rối loạn về hệ tiêu hóa, rồi thì thiếu máu, còi xương suy dinh dưỡng, chậm phát triển hơn rất nhiều so với những bạn bè cùng trang lứa. Đây chính là những cái nỗi trăn trở rất là lớn của các bố mẹ. Thì liệu có một cái biện pháp nào hay là một cái giải pháp nào có thể giúp các con luôn luôn khỏe mạnh cũng như phát triển toàn diện hay không? Thì rất nhiều ông bố ba mẹ đã quan tâm để dùng những dòng sản phẩm mà bổ sung dinh dưỡng từ bên ngoài, ví dụ như dòng thực phẩm chức năng hay là những dòng bổ sung vitamin và khoáng chất. Thì một trong những sản phẩm được rất nhiều những ông bố bà mẹ có những phản hồi hết sức là tích cực sau một quá trình sử dụng, đó là sản phẩm nước hồng sâm dành cho trẻ em. Vâng, đây là sản phẩm nước hồng sâm dành cho trẻ em, và các bạn có thể nhìn thấy con hươu cao cổ ở phía vỏ của vỏ hộp, đúng không ạ? Tại sao cái sản phẩm này nó lại đặc biệt đến như vậy và được nhiều những cái sự đánh giá và phản hồi của các bố ba mẹ đến như vậy? Bởi vì là ở trong cái sản phẩm nước hồng sâm dành cho trẻ em này, đó là thành phần saponin được chiết xuất từ sâm. Từ thành phần này thì sẽ giúp cho các con đó là bổ sung đầy đủ vitamin và khoáng chất, giúp cho các con ăn ngon hơn. Và đặc biệt nữa thì nó hơn hẳn những cái dòng sản phẩm trên thị trường, đó là trong này nó có một cái tác dụng đó là đào thải độc tố, giúp cho gan và thận hoạt động tốt hơn, và từ đó sẽ giúp cho các con đó là tránh được hiện tượng đó là về táo bón cũng như là mụn nhọt. Và từ cái việc đào thải độc tố như vậy thì chúng ta sẽ đào thải được rất nhiều những cái lượng chất độc chúng ta đang phải tiếp nạp vào từ nguồn thức ăn hàng ngày vào trong cơ thể. Từ đó sẽ giúp cho các con đó là ăn ngon hơn, hấp thụ đầy đủ tối đa về dinh dưỡng cũng như vitamin và khoáng chất, giúp cho các con ngủ ngon hơn và sâu giấc hơn. Từ đó các con sẽ có một cái da dẻ hết sức là hồng hào. Đặc biệt nữa là trong cái sản phẩm này thì có một cái thành phần đó là vitamin D3, sẽ giúp cho các con đó là hấp thu tối đa về canxi. Thì từ cái việc hấp thu tối đa canxi này sẽ giúp các con nó là phát triển toàn diện hơn về thể lực cũng như trí lực. Đặc biệt nữa là chống được cái hiện tượng đó là quấy khóc về đêm, cũng như là hiện tượng da mồ hôi trộm. Mà các bạn cũng biết là hiện tượng da mồ hôi trộm là cũng một trong những nguyên nhân dễ dẫn đến vấn đề về viêm phế quản. Và đó cũng là cái lý do mà tại sao mà rất nhiều những ông bố ba mẹ lựa chọn sản phẩm này để dành cho các con. Và hiện tại trên thị trường thì cũng rất nhiều nơi bán dòng sản phẩm nước hồng sâm dành cho trẻ em này. Đến với trang siêu thị trực tuyến koreashop24h.com thì với một cái tiêu chí chất lượng là uy tín, thì Koreashop luôn làm việc với những đối tác hàng đầu của đất nước Hàn Quốc để cung cấp đến với tay người tiêu dùng Việt Nam những dòng sản phẩm chính hãng và chất lượng nhất, đảm bảo về giá thành cũng như là đúng với giá trị thật của nó. Và đặc biệt hơn nữa thì chúng tôi có những cái đội ngũ chuyên gia sẽ đồng hành cùng với các bạn trong suốt quá trình sử dụng sản phẩm để làm sao có hiệu quả tốt nhất. Và hơn thế nữa thì chúng tôi còn có chính sách đó là trong suốt quá trình sử dụng mà quý vị và các bạn phát hiện ra hàng nhái, hàng giả, hàng kém chất lượng thì chúng tôi sẽ bồi hoàn tiền 100% cho các bạn. Và hơn nữa chúng tôi có chính sách là trong 7 ngày quý vị và các bạn cảm thấy không hài lòng về chất lượng sản phẩm thì chúng tôi cũng có chính sách đó là đổi trả hàng. Và các bạn cũng có thể là xem kỹ sản phẩm trước khi trả tiền. Nếu quý vị và các bạn quan tâm chi tiết về sản phẩm cũng như là mua hàng như thế nào thì các bạn có thể kéo xuống
dưới phần mô tả của video này, kích vào đường link coreshop24h.com thì tại đây có đầy đủ thông tin về sản phẩm cũng như là cách thức đặt mua hàng, hoặc các bạn có thể gọi đến số hotline 0904 363 985 để được tư vấn trực tiếp về dòng sản phẩm nước hồng sâm dành cho trẻ em cũng như là những dòng sản phẩm khác mà các bạn quan tâm. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những video lần sau.